Xin kính chào quý vị khán giả của kênh FBNC nhân dịp năm mới 2018 Xuân Mậu Tuất. Thay mặt công ty chứng khoán VNREX, xin kính chúc quý vị nhà đầu tư cũng như là khán giả của FBNC một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, đánh đầu thắng đó, nhân đôi tài khoản. Xin cảm ơn ạ.